Bệnh nhân này có hai vấn đề, một cái viêm tấy mô mềm ở thành bụng và phong đái, còn một cái theo dõi cái bụng ngoại khoa nha. Có thể hai cái này nó cùng có với nhau, nghĩa là có cái bụng ngoại khoa và một cái viêm tấy mô mềm. Cũng có thể trường hợp thứ nhì, khả năng thứ nhì là gì, là cái bụng này giả thôi, bụng giả ngoại khoa, bụng giả cấp do cái sang thương mô mềm mà nó gây ra nha. Trước tiên là đọc cái sang thương ở mô mềm ở vùng hông bên trái trước, ta để ý đây cái lá cắt này nha. Nhìn đây, bạn thấy là cái vùng hông bên trái của bệnh nhân chỗ này, bạn thấy là cái thành bụng nó gồ lên, không được chưa? Thứ hai nữa là cái lớp cơ trong thành bụng nó dày, đúng chưa? Cái gì nó cơ thành bụng nè, đây nè, nó gồ lên nè, cả cái bụng này. Bạn so sánh với bên đây, cái thành ngực bên đây nha, bình thường nè, đúng chưa? Còn đây là thấy có hiện tượng là viêm cơ, đúng chưa? Viêm cơ đây, đúng chưa? Nghĩa là cái lớp cơ ở đây nó dày lên, lớp cơ của thành ngực đây nó dày lên nha. Và gì nữa, nó có những cái hình ảnh là có giảm cái đồng độ cản quang đông đông, nghĩa là thấy các bạn thấy có những cái chỗ nó trắng, những chỗ nó đen lốm đốm chỗ này nè, chỗ này thấy nó cơ nó dày lên và những chỗ lốm đốm đây nha. Đây em có đi đây không? Rồi kéo dài từ thành ngực bên trái đến cả xuống cái vùng bụng, nó buộc thành bụng nha. Đây nha, nó cơ dày lên, có những chỗ, có những vùng đông đó nó giảm đồng độ, nghĩa là có đồng độ nó hỗn hợp nha. Cái chỗ tăng, cái chỗ giảm đây nha, xuống tới thành bụng luôn. Cái này bạn so sánh, là so sánh bên đây lớp cơ thành cái thành bụng bên đây, còn lớp cơ thành bụng bên đây, bạn thấy sao? Khác hẳn nhau, đúng chưa? Đây cũng vậy, đây nè, rồi quay xong lát mà nha. Trên đó một trường hợp này là một cái trường hợp viêm cơ thành bụng nha, đã có dấu hiệu là muốn quá thành, muốn áp xe ha. Rồi vậy là sang thương đầu tiên chúng ta khẳng định rồi, đúng không? Viêm cơ thành bụng, vùng hông, vùng thành ngực và vùng hông ở bên trái. Và chúng ta xem có sang thương gì trong bụng hay không. Nếu trong bụng thấy bình thường, chúng ta nhìn sơ qua mới thấy là cái quai ruột non không có chướng nè, nó bình thường nha. Mô mỡ nè, mà treo đồ có đồng độ bình thường hết, không có dịch trong bụng nha. Dịch ở trên gan, dưới gan không có luôn nha. Ta thấy có cái hình ảnh có sổ túi mật nha. Đây sổ túi mật, hình ảnh có sổ túi mật không? Này, chỗ này có túi cản quang, có đồng độ cản quang tăng cao nha. Ở trong lòng túi mật, đây là túi mật nè nha, thì có túi này nó có kích thước khoảng 2 cm, trên 2 cm đường kính. Đây là một cái viên sỏi to ở trong túi mật, nhưng cái sỏi này nó không làm bế tắc, ta thấy túi mật nó không có căng to, thành túi mật nó không có dày, cho nên trên CT này không có dấu hiệu túi mật cấp nha. Rồi bụng thì thấy chỉ có sỏi túi mật, nó không dấu hiệu túi mật cấp. Gan thì đồng dạng, có sang thương gì ra gan, ruột non thì không có chướng, mô mỡ của mặt treo mặt nối thì thấy bình thường, không có thâm nhiễm mô mỡ nha, là không có dịch trong bụng. Nhìn lên cái phim này, người ta không thấy không có sang thương gì ở trong bụng để giải thích cái đau bụng của bệnh nhân, đúng chưa? Vì có CT này tôi kết luận là gì, một trường hợp bụng giả cấp do gì, do viêm cơ thành bụng thành ngực dùng không bên trái, mà cái viêm cơ này, cơ bị viêm này nó có dấu hiệu chuyển sang áp xe rồi. Làm sao biết là viêm? Cơ nó dày lên, đúng chưa? Cơ nó dày lên mà nó tăng quang nha, cái tăng quang không thấy nó trắng nè, trắng hơn nè, đúng chưa? Và gì nữa, có những cái chỗ nó không tăng quang và nó đen này, chỗ đen đen là chỗ có dịch đấy, dấu hiệu cơ dày lên và nó tăng quang nha. Cái độ dày của lớp cơ nó tăng và nó tăng quang là biểu hiện bằng cái đậm độ, cái màu nó trắng hơn, và nó có những cái chỗ nó có dịch trong đây, dịch là màu đen, dịch thì không có tăng quang, thì chẩn đoán là cái viêm cơ áp xe hóa.